tích truyện ngắn Một người Hà Nội của Nguyễn Khải. Mời các em cùng lắng nghe. Trải qua hàng nghìn năm văn hiến, Hà Nội đã trở thành mảnh đất kết tinh bao tinh hoa của đất trời, là nơi hội tụ cảm xúc của biết bao thế hệ văn nghệ sĩ. Vùng đất kinh kỳ dường như hóa thân thành nhân vật có tâm hồn trong văn thơ, chẳng cần xô bổ hay hối hả. Hà Nội vẫn để lại dấu ấn riêng, gây thương nhớ cho những ai đã từng ghé qua chẳng lãng mạn như Tô Hoài, Đỗ Phấn, chuyện ngắn một người Hà Nội của Nguyễn Khải đã để lại trong lòng người đọc biết bao cảm xúc, giạt rào, vẻ đẹp con người được khắc họa thật tinh tế, chân thật, mang đậm màu sắc Hà Thành. Nguyễn Khải sinh ra tại Hà Nội, ông trải qua nhiều bước ngọt lớn trong cuộc đời mình. Năm 1950, ông bắt đầu sự nghiệp văn chương với những tác phẩm đầu tay, xây dựng, xung đột, vân vân các tác phẩm viết về đề tài nông thôn như mùa lạc người trở về vân vân từ sau năm 1975 các tác phẩm của ông đề cập chủ yếu đến vấn đề chính trị xã hội mang tính thời sự đặc biệt là tâm lý tư tưởng con người trước những biến động của thời cuộc các tác phẩm tiêu biểu của Nguyễn Khải trong giai đoạn này là cha và con thời gian của người mà đặc sắc nhất là chuyện ngắn một người Hà Nội được ông viết năm 1990 Tác phẩm đã khắc họa rõ nét vẻ đẹp tính cách và tâm hồn của con người Hà Nội qua biết bao thăng trầm biến động của đất nước. Nhân đề một người Hà Nội được Nguyễn Khải đặt đã làm nổi bật lên hình tượng trung tâm xuyên suốt của tác phẩm chính là người Hà Nội mang trong mình vẻ đẹp toàn diện từ ngoại hình, tính cách cho đến tâm hồn. Nhân đề không màu mè, khoa trương cũng đủ gây ấn tượng sâu sắc trong lòng người đọc. Nó như mở ra một không gian nghệ thuật tuyệt mỹ một mảnh đất hà thành xinh đẹp cổ kính trải qua hàng ngàn năm tăng trầm của lịch sử dân tộc nguyễn khải xây dựng nhiều tuyến nhân vật đều xuất thân là người hà thành tuy nhiên nổi bật là cô hiền nhân vật chính trong chuyện cô xuất thân trong một gia đình giàu có nền nếp có nhan sắc yếu văn chương và có trí thông minh hơn người ở nhân vật này toát lên vẻ đẹp thuần túy không trộn lẫn vẻ đẹp của tinh thần và cốt cách thấm sâu từ nền văn hóa vùng đất kinh kỳ, không thể phai nhòa theo năm tháng. Cô hiền yêu mảnh đất này, nơi cô sinh ra và lớn lên với biết bao hoài niệm. Cô vẫn ở lại Hà Nội thân thương, mặc cho bom đạn đang đổ xuống nơi đây, chẳng ngại hiểm nguy đang trực chờ cô và gia đình mình vẫn bám trụ chỉ bởi vì không thể rời xa Hà Nội. Người phụ nữ có vẻ đẹp quý phái, đầy lòng kiêu hãnh, sự tự tin vốn có của người đô thành cùng với con mắt nhẹ bén, sắc sảo dám bộc lộ quan điểm thẳng thắn, dám sống thật với bản thân. Mặc cho xã hội đang dần thay đổi, nếp sống hối hả xô bồ đang ngày càng lan rộng trong nhân dân. Cô Hiền vẫn giữ cho mình được lối sống đẹp, cách cư xử nhã nhặn, thanh cao đúng chuẩn hà thành. Quả là một con người thức thời, cô nhanh chóng dung hòa được giá trị vật chất và vẻ đẹp tâm hồn. Thì chẳng còn phải tuổi thiếu nữ đôi mươi những người phụ nữ này vẫn giữ cho mình một tâm hồn yêu nghệ thuật Cô vẫn giữ mối quan hệ với những văn nhân, nghệ sĩ Giữ cho tâm hồn biết yêu và trân trọng vẻ đẹp tinh thần Gần 30 tuổi, cô Hiền mới đi lấy chồng Đùa vui một thời son trẻ thế là đủ Đã đến lúc là một người vợ Hiền, một người mẹ tốt Cô không chọn một ông quan nào hết hay một người văn nghệ sĩ Cô chọn lấy một ông giáo tiểu học Hiền lành, chăm chỉ, khiến cả Hà Nội phải kinh ngạc Người phụ nữ này chắc hẳn nổi tiếng cả Hà Thành Cô đã có những tính toán cho cuộc đời mình Khi đứng trước ngã rẽ cuộc đời Cô lựa chọn một lối đi an toàn nhất Nhưng cũng hoàn hảo nhất Cô hiền có tất cả Từ gia thế cho tới ngoại hình Trí tuệ Cô biết mình cần những gì và muốn gì Quyết định chọn một nhà giáo tri thức Lại hiền lành chăm chỉ Sẽ mang lại cho cô một gia đình hạnh phúc trọn vẹn Khi là người vợ Người mẹ Cô tính toán chu toàn cho tương lai của những đứa con mình Đây quả thực là một người phụ nữ tài sắc vẹn toàn Dám nghĩ, dám làm Khi đã làm thì không sợ đàm tiếu, thị phi thiên hạ Bất kể là bản lĩnh hay trí tuệ Cô đều có thừa Thật khiến người khác khâm phục, kính nể bội phần Cô Hiền được tác giả miêu tả như nội tướng Mọi việc trong gia đình đều do một tay cô thu xếp chu toàn Cô tài giỏi trong việc kinh tế lẫn quản lý gia đình đưa cho chồng những lời khuyên đúng đắn kịp thời mở một cửa hàng hoa giả mang lại thu nhập cho gia đình cô bán đi một dinh cơ cho người bạn ở kháng chiến về chỉ bằng những hành động trên ta hoàn toàn có thể cảm nhận được cô hiền là người rất thức thời và có trí tuệ hơn người cô và gia đình sống như một nhà tư sản ở trong một tòa nhà tọa lạc ngay tại một đường phố lớn mùa đông ông mặc áo ba đờ suy đi giày da bà mặc áo măng tô bản ăn trải khăn trắng giữa bàn có một lọ hoa họ vẫn giữ nếp sống hà thành giữa thời cuộc đổi thay nhưng lại chẳng thấp thỏm lo sợ cũng chẳng cần để tâm lời dị nghị xung quanh bởi vì cô hiền biết đâu là chuẩn mực là giới hạn để giữ cho mình không đủ tiêu chuẩn thành tư sản chẳng cần bóc lột ai mọi việc đều tự sức mình mà làm cô tự tin khẳng định với những bà bạn của mình các bà không biết nhưng nhà nước lại rất biết câu nói là thể hiện lòng tin tuyệt đối và chế độ mới lòng yêu nước mãnh liệt dạt dào trong nuôi dạy con cái cô là người mẹ mẫu mực nghiêm khắc cô dạy các con từ cách ngồi cách ăn và cả nói chuyện đi đứng dạy cho chúng không được sống tùy tiện buông tuồng cô truyền dạy cho con lối sống văn hóa người hà nội khắc sâu vào tâm trí chúng lòng yêu nước và trách nhiệm cao cả với tổ quốc trong những năm kháng chiến chống mỹ là một người mẹ chứng kiến đứa con mình ra chiến trường bom đạn. Đối diện với sinh ly tử biệt, mặc dù lo lắng, đau lòng, nhưng cô vẫn để con đi. Cô Hiền là một người mẹ mẫu mực, tôn trọng quyết định của con, sống có lòng tự trọng. Cô không muốn dũng, sống bám vào sự hy sinh của bạn bè. Ra đi là bảo vệ tổ quốc, hy sinh cho tổ quốc, không thể có sự ích kỷ, hẹp hòi, len lỏi trong tâm trí. Dù đứng ở kiêng vị nào, cô Hiền vẫn giữ được cốt cách thanh cao, lối cư xử rất đỗi mẫu mực. Nguyễn Khải ví cô như hạt bụi vàng là cách ông thể hiện sự yêu quý, trân trọng trước vẻ đẹp trí tuệ và nhân cách của con người Hà Nội. Nguyễn Khải sáng tạo hình tượng người kể chuyện xuất hiện xuyên suốt chiều dài tác phẩm, theo giọng kể chiêm nghiệm và đầy triết lý của nhân vật vùng đất Hà Thành và con người nơi đây hiện lên một cách sinh động, hóm hình và rất chân thật tác giả đã rất thành công trong nghệ thuật trần thuật. Ông nhìn sự vật, hiện tượng dưới nhiều góc độ và với nhiều cách đánh giá, ngôn ngữ thay đổi linh hoạt, giàu biểu cảm. Các chi tiết nghệ thuật, hạt bụi vàng, cây si cổ thụ, vân vân rất đặc sắc đã góp phần khắc sâu vẻ đẹp của con người Hà Nội trong lòng người đọc. Một người Hà Nội của Nguyễn Khải là chuyện ngắn rất đặc sắc và để lại giá trị to lớn cho nền văn học nước nhà. Trong cái nhìn của ông, con người của mảnh đất kinh kỳ hiện lên với vẻ đẹp đậm màu truyền thống, nét đẹp riêng biệt, không thể trộn lẫn với bất kỳ nơi đâu. Với sức sống bền bỉ, lòng yêu mến cái đẹp từ ngàn năm lịch sử, người Hà Nội đang bài trừ những cái xấu xa đang du nhập vào nền văn hóa. Người người, nhà nhà vẫn giữ nếp sống thanh cao, kiêu hãnh vốn có của mình. Hết bài phân tích